Hôm nay mình sẽ làm sữa bí đỏ nhé. Đây là bí đỏ, mình sử dụng nửa trái thôi, nửa trái bí đỏ. Và đây là sữa tươi không đường và sữa đặc. Đầu tiên mình sẽ cắt bí đỏ ra. Sữa bí đỏ này dành cho những người mà gầy á các bạn, những người mà ốm á, mình uống sữa này á, ở nhà mình uống chỉ một ly sữa thôi mình sẽ tăng cân nhanh lắm á. Bây giờ mình cắt ra miếng như vậy nè, sau đó mình sẽ đem đi nấu cho bí đỏ mềm ra. Bí này gọi là bí hồ lô á các bạn. Bí này mình nấu canh ăn dẻo lắm á. Rồi bây giờ mình đem đi nấu cho nó mềm ra. Mình cho bí đỏ vô nồi, sau đó mình chế nước vô thì mình nấu cho nó mềm ra. Hoặc là các bạn có thể hấp cách thủy cũng được nữa. Mình luộc. Mình luộc cho đến khi nào bí đỏ mềm ra nha. Tí soi lên này nè các bạn. Cái này mình nấu khoảng chừng 15 phút là được rồi. 15 phút là bí nó mềm rồi. Wow, nghe mùi thơm của bí luôn á. Bí của mình nó mềm rồi nè. Bây giờ mình tắt bếp, mình vớt ra. Dưới ra mình để cho ráo nước. Nhìn màu vàng đẹp ghê. Đây là bí của mình sau khi đã để cho hơi nguội nha. Giờ mình cho vô rồi có xay. Các bạn nào không có máy xay sinh tố thì mình có thể thì mình nghiền cho nó nhuyễn ra. Rồi sau đó mình sẽ cắt sữa ra. Giờ mình cho sữa vô. Mình cho vào đây 220ml sữa. Ở đây mình sử dụng sữa tươi không đường nha các bạn. Nếu bạn nào sử dụng sữa tươi có đường thì mình sẽ cho sữa đặc ít lại. Còn ở đây mình cho sữa tươi không đường cho nên mình sẽ cho vào đây khoảng 100ml sữa đặc. Rồi sau đó mình sẽ đem đi xay nhuyễn ra. Đây là sữa sau khi mình đã xay xong rồi. Bây giờ mình đổ ra cái nồi để mình nấu cho nó sôi lên nữa là xong rồi. Các bạn nhìn cái màu nó đặc luôn nè, màu vàng rất là đẹp. Giờ mình đổ vô nồi. Rồi sau đó mình sẽ bật bếp lên. Mình nấu cho đến khi nào phần sữa của mình sôi lên là được rồi. Mình vừa nấu mình vừa quậy như vậy nè các bạn. Để thôi cái phần ở dưới đáy nồi nó dễ bị khét lắm. Vừa rồi. Nếu mà bạn nào thích uống ngọt hơn thì mình có thể cho thêm sữa đặc vào. Sữa của mình nó đang sôi lên rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp. Giờ mình sẽ múc sữa. Giờ mình sẽ vẽ lên. Cái này là sữa nè các bạn, sữa đặc á. Làm giống như là cà phê cappuccino á mà. Bây giờ mình viết lên đây nha.
Xong. Bèn. Wow. Nhìn cũng đẹp lắm chứ. Ui da. Còn nóng á. Bí đỏ này các bạn, sau khi mà nó hơn nó nguội á, cái lớp màng ở trên nó sẽ hơi đặc lại như vậy nè. Đó các bạn thấy không? Giờ để mình thử thôi. Béo béo. Thơm mùi bí đỏ lắm các bạn. Cái này mình cho vào tủ lạnh á, mình để cho nó hơi lạnh lạnh á, mình uống ngon hơn. Cái này nó còn hơi ấm ấm nhưng mà uống ngon lắm. Mình lạnh lên. Bạn nào mà có thân hình hơi gầy á thì sau khi mình ăn xong á, mình ăn bữa trưa xong cái mình uống vô, mình uống một ly. Các bạn làm liên tục trong vòng 1 tháng á thì mình có thể tăng lên từ 2 đến 5 kg á. Ngon quá. Các bạn làm này các bạn nên chọn loại bí dẻo á. Mình làm nó ăn uống nó sẽ béo hơn. Cộng với sữa nữa rất là béo. Uống ngon lắm. Thơm nữa chứ. Thích quá à. Chắc là mỗi ngày mình phải mỗi làm để mình uống á. Còn nếu mà bạn nào mà lười á, lười làm á thì mình làm một lần nhiều cái mình cho vô chai, sau đó mình cho vô tủ lạnh, mình để dành mình uống. Khoảng một tuần sau đó mình làm tiếp. Rất là ngon. Và video làm món sữa bí đỏ béo ngậy của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nữa nhé. Bye.